Xin chào các bạn đã xem kênh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho một người về một cái loại cây hoa rất là lạ mà đa số mọi người hầu như là không ai biết đến nó. Đây là một cái loại cây có hoa màu vàng, nhìn rất là đẹp. Cây này thì nó có chủ yếu là để trồng ở quanh các cái bờ tường, ở các cái công viên để cho mọi người nhìn ngắm cho nó đẹp. Chứ chủ yếu là người dân thì người ta cũng không có trồng. Thường thì cây hoa màu vàng á thì nó sẽ tượng trưng cho cái sự giàu sang, phú quý. Thường cái hoa màu vàng thì ai cũng rất là thích. Những cây hoa màu vàng mà người ta thường quý mến nhất là những là cây hoa mai, hoa hướng dương và hoa cúc màu vàng. Thì đây cũng là một cái loại hoa màu vàng cũng rất là đẹp. Nó có tên là hoa kim đồng vàng. Thì mọi người nghe chắc thấy lạ lắm, nhưng mà mình cũng vô tình phát hiện nó thôi, nên là cũng thấy rất là đẹp, nên là quay để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cây này thì nó có xuất xứ từ Nam Mỹ, Mexico. Thì thấy đẹp nên là người dân đem về trồng và nhân giống đến ngày hôm nay. Cái này thì mình trồng vô chậu để quanh nhà, trưng thì cũng rất là đẹp. Cây hoa của nó là có chùm chùm màu vàng, hầu như là nở quanh năm. Nên là trồng quanh nhà mà có cái hoa màu vàng thì nhìn rất đẹp, như có mùa xuân. Tại vì mọi người mà thấy kênh hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều video tiếp theo nha. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nha, để mình có động lực để quay nhiều cái video clip hay để chia sẻ cho mọi người cùng xem.